Chào anh Kha, em đã có nhu cầu mua iPhone 11 99%, nhưng mà chờ nó giảm giá bớt mà nó lại không giảm. Mong anh tư vấn giúp em là khi nào nên mua ạ. Và chúc anh sức khỏe, kênh nhanh đạt được nút bạc. Ok, mình cũng xin cảm ơn bạn. Thì như mình đã nói trong video trước đây, trong video cách đây tầm khoảng 1 tuần rồi, hoặc là gần 2 tuần gì đó, thì mình đã nói rằng là mua laptop an tâm nhất, đến ngay trungtrần.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường. Mua các kênh công nghệ giảm ngay 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số hỏi đáp thứ tư trong tháng 11 này. Và không vòng vo nữa, nhưng mà khoan, trước khi đi vào chi tiết video thì đối với những bạn nào đang có nhu cầu mua cho mình là những chiếc laptop cũng như là PC thì có thể là đến ngay trungtran.vn. Tại đây thì cam kết cho các bạn là bán với mức giá là tốt nhất, đi kèm với đó là chất lượng nó gọi là riêng 100%. Ngoài ra thì đối với những bạn viewer tại kênh công nghệ, của kênh công nghệ thì có thể là nhập thêm mã là kênh công nghệ 300 để có thể là được giảm thêm 300.000 đồng khi mua các sản phẩm tại đây nhé. Ok, quay trở lại với câu hỏi đầu tiên của bạn Huy Quốc nè. Em mua ngoài được LG Phone 2 giá 5 triệu, dùng để xem phim giải trí chơi game nhẹ thì có được không ạ? Thật ra ở thời điểm hiện tại thì kể cả là khi mà mình dò giá đối với lại cái trang web chợ tốt, cái trang mà kiểu rất là nhiều tai tiếng và đối với mình nó là một cái điều thật sự rất ám ảnh, thì mình vẫn không tìm ra cái chiếc máy LG Phone 2 nào có mức giá khoảng 5 triệu cả. Đó, và đây thì khi mà bạn mua ngoài với lại một chiếc LG Phone 2 giá 5 triệu ấy, mà nếu đảm bảo được tất cả đầy đủ mọi tính năng cũng như rằng là cái trải nghiệm của nó cho ra hoàn toàn là bình thường thì có lẽ là người bán họ đã vừa bán vừa cho bạn, chứ không phải là đây là một mức giá dành cho cái chiếc máy này ở thời điểm hiện tại. Xét về cái mức cấu hình thì các bạn có thể thấy được rằng là với con chiếc Snapdragon 855 nó thuộc cái phân khúc nó cao hơn nhiều. Con này ít nhất bây giờ phải tầm là khoảng 8 triệu thì mới có ra một cái chất lượng tốt được. Đó, kể cả là về thông số màn hình cũng như pin các thứ thì nó là đều là thuộc hàng quái vật, nó hàng top trên thế giới. Cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà mua được với mức giá khoảng 5 triệu như thế này thì đây là một chiếc máy rất xứng đáng. Tuy là camera nó có vẻ là không được chuẩn chỉnh lắm, nhưng mà xét về cái mặt bằng chung trong khoảng 5 triệu này thì chúng ta có thể là dễ dàng chấp nhận và chăm trước nó được. Đối với những cái trải nghiệm mà nó mang lại về âm thanh cũng như là màn hình cũng như là hiệu năng đó, tất cả mọi thứ đó thì chúng ta có thể chăm trước về cái phần camera một tí. Kể cả pin cũng rất là khủng khiếp nữa, dung lượng là 6.000 đó, thì rất là đáng mua các bạn nhé. Con này thì bét tay là nhẹ rồi, không sợ gì cả. Nếu mà mua được với mức giá tốt như thế này và đảm bảo được 100% là tính năng thì chốt ngay, không cần suy nghĩ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sơn Nguyễn. Anh ơi, anh so sánh LG G8X và LG V50 được không ạ? Em đang phân vân không biết mua máy nào. Yêu cầu của em là pin bền xíu, màn hình đẹp nhất khi xem phim. Em cảm ơn anh. Thì đối với lại hai chiếc máy này, mình thấy rằng là chiếc LG V50 nó sẽ trên khoảng là 500 đến 700 nghìn ở thời điểm hiện tại tùy nơi bán. Đó, thì mình thấy rằng là với mức giá khoảng 6.4 triệu nha, 6.4 triệu ở đây thì mình thấy là nó đang là mặt bằng chung của chiếc LG V50. Và đây rõ ràng là những cái nơi uy tín nó đang bán. Thì chiếc LG V50 nó thật sự rất là đáng mua các bạn ạ, trong mức giá khoảng 6.4 triệu như thế này. Và khi mà so sánh với lại LG G8X thì rõ ràng mình nghĩ rằng là nếu như bạn muốn tiết kiệm một cái khoản như thế, thật ra thì xét về mức giá thì bây giờ nó trên nhau tầm khoảng là gần 1 triệu mà, 700 đến 800 nghìn như thế thì rõ ràng là đáng để cân nhắc trong một khúc giá là khoảng từ 5 đến 6 triệu như thế này. Đó, và mình thấy rằng là đối với lại cái chiếc LG G8X nó là một phiên bản cân bằng và có vẻ là hoàn thiện hơn so với cái chiếc LG G8. Mặc dù là nhìn chung là chúng ta sẽ thấy là những cái cắt giảm đối với lại phiên bản LG G8X này, nhưng mà các bạn sẽ thấy này, màn hình thì giảm xuống, độ phân giải là từ 2K xuống còn Full HD đối với lại chiếc LG G8X các bạn nhé. Nhưng mà viên pin thì lại được đẩy lên là từ 3.500 lên 4.000. Điều này nó sẽ giúp chúng ta có một cái trải nghiệm cân bằng hơn. Và màn hình trên cái chiếc LG G8X thì nó vẫn rất là đẹp. Tuy nhiên thì đối với lại cái phiên bản LG G8X thì nó cũng chỉ có 2K camera thôi. Thì điều này nó sẽ khiến cho chúng ta phải phân vân một tí. Nhưng mà mình thấy rằng là cái cụm 3 camera, cái camera thứ 3 trên cái chiếc LG G8 thì nó cũng không thật sự là khiến cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối đâu. Tại vì nó không đa dụng mà. Camera thứ 3 trên con này thì sẽ là một camera tele. Thì nếu như mà bạn cần camera tele thì nên là đắn đo suy nghĩ một tí, nhưng mà nếu không thì thôi. Còn đối với lại trên cái chiếc LG V50 thì nó là một phiên bản cực kỳ hoàn thiện của LG vào năm 2019 này. Một flagship rất là chuẩn chỉnh, đầy đủ tất cả mọi thứ. Thì đây là một điều mà các bạn cần phải cân nhắc kỹ. Màn hình của nó thì cũng sẽ nâng lên 2K, pin thì vẫn 4.000. Tuy nhiên thì chắc chắn là về cái trải nghiệm các thứ thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so lại trên cái chiếc LG G8X với mức giá trên lệch ở thời điểm hiện tại. Đó là vấn đề mà bạn phải cân nhắc. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Mộng Linh Lê Thị. Anh cho em hỏi, giờ có nên mua con Huawei P30 Pro để lướt Facebook và chơi game không? Thì ở thời điểm hiện tại, con này nó đang có mức giá là tương đương so với lại S10 Plus đó các bạn à. Đó, thì chứng tỏ là về cái mặt thương hiệu cũng như là cái giá trị sử dụng của nó là cũng ngang Samsung đó, không phải đùa đâu.
Và các bạn có thể thấy rằng là đối với lại cái chiếc Huawei P30 Pro này thì mình thấy rằng là tầm 10 triệu mua về để lướt Facebook và chơi game ở thời điểm hiện tại là rất là hợp lý. Tại vì mình đã có một cái khoảng thời gian trải nghiệm rất là nhiều, tầm vài 3-4 thiết bị flagship đến từ Huawei rồi. Thì mình thấy rằng là cái con chip Kirin của họ ấy, nó rất là ổn định và được tối ưu tốt đối với những tựa game phổ biến ở thời điểm hiện tại. Điều này thì được mình đánh giá rất cao, đánh giá cao hơn rất nhiều so với lại MediaTek cũng và kể cả là Samsung, Exynos. Tại vì cơ bản là các bạn sẽ thấy này, họ rất là biết lắng nghe người dùng. Trước đây thì con chip dòng chip Kirin của Huawei nó cũng không thật sự là quá ấn tượng đâu, nhưng mà kể từ khi họ công bố cái GPU Turbo ấy thì họ đã bắt đầu là đi hợp tác đến những cái trụ sở của các hãng game nổi tiếng, rồi sau đó ký kết hợp đồng này kia để những tựa game này tối ưu trong chip của họ, là một điều mà mình thấy là có cái sự nỗ lực trong đó và được mình đánh giá rất cao. Đối với lại thế giới Android thì bây giờ mình sẽ xếp bốn cái loại chip theo thứ tự là Snapdragon này, Kirin có thể là xét tương đương về cái mặt trải nghiệm sau lại Snapdragon luôn. Đối với lại những tựa game đó đã được tối ưu, đi kèm với đó là thứ ba sẽ là MediaTek và cuối cùng thì sẽ là Exynos. Đó thì rõ ràng là cấu hình của nó vẫn rất tốt ở thời điểm hiện tại. Nếu mà xét ở thời điểm hiện tại đi, các bạn sẽ thấy rằng là với những cái chiếc mà Samsung đi, đó, lấy một ví dụ đến từ những chiếc điện thoại flagship Samsung Galaxy S10 Plus Mỹ thì chúng ta lại bị gặp vấn đề sóng sánh, trong khi cái chiếc Huawei P30 Pro này thì nó là hoàn toàn bình thường. Đó, tại vì rõ ràng chúng ta toàn dùng đồ trung mà, từ băng tầng sóng sánh các thứ thì cũng chủ yếu là nhập đồ trung mà, nên các bạn sẽ thấy rằng là nó tương thích rất tốt với lại thị trường Việt Nam. Và đối với thế hệ P30 Pro này thì chúng ta vẫn có Google Play bình thường các bạn nhé, không gặp vấn đề gì cả. Đó, thì con này ở thời điểm hiện tại vẫn rất là đáng mua, camera thì cực kỳ đẹp nữa, nên là chốt con này được trong cái khúc giá này sau lại S10 Plus thì cũng ok nếu như bạn không quá để ý về điện thoại tàu cũng như là thương hiệu. Câu tiếp theo của bạn Anh Hiếu Vlog Hiếu Entertainment: anh có 30 củ nên mua combo iOS và Android nào hả em? Nhu cầu là chơi game mượt, màn hình đẹp, pin đủ dùng, cho ảnh quay video tốt, không quan trọng thương hiệu. Đối với lại phân khúc 30 triệu mà muốn mua một combo Android cũng như iOS thì em nghĩ rằng là một chiếc điện thoại flagship iOS chắc chắn rồi. Thì trong khúc giá này thì chúng ta đã có thể dễ dàng mua được một chiếc iPhone 11 Pro Max dao động tầm khoảng từ 22 đến 23 triệu phiên bản quốc tế. Còn từ 6 đến 7 triệu còn lại thì chúng ta có thể là mua thêm một chiếc máy pin trâu. Pin trâu trong khúc giá này thì em thấy rằng là vẫn sẽ có những chiếc điện thoại pin trâu tầm khoảng của Samsung dao động khoảng là 6.000 để chúng ta có thể là kiểu đôi lúc thì phát wifi cũng như là kiểu nghe gọi ở vùng sâu vùng xa, pin trụ lâu thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đi phượt tốt hơn. Đi kèm với đó thì như vậy thì nó sẽ kéo dài được cái khoảng thời gian sử dụng của chúng ta. Cơ bản là em sẽ lấy ví dụ như là anh Dương ở đây đi, thì anh Dương anh đang dùng một cùng lúc là một con điện thoại Android cũng như là iOS, và Android thì sẽ là Oppo Reno 10X Zoom cũng như là một con sẽ là iPhone 7. Thì kể cả con iPhone 7 đã chai pin rồi nhưng mà anh rõ ràng anh sử dụng, anh cứ nói hoài, anh cứ khen hoài nữa, chính là anh mày thấy anh sử dụng hai cái điện thoại mà liên tục như thế này mà chả bao giờ biết hết pin cả, mặc dù là con iPhone 7 bị chai đi chăng nữa, pin dùng chai, nhưng mà cứ sử dụng hai con điện thoại thì thấy là thời gian nó kéo dài lên rất lâu, tối về chỉ cần là cắm sạc phát là sáng sau dùng bét tì lè nhè. Em nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại nếu như mà anh đã muốn mua một combo điện thoại như thế thì nên mua thêm một chiếc điện thoại Samsung nữa. Tại vì rõ ràng là những cái nhu cầu chính về màn hình đẹp này, hiệu năng tốt này, quay video chụp ảnh các thứ thì đã có chiếc iPhone 11 Pro Max nó rồi. Còn về phần pin thì chỉ phục vụ chủ yếu là nghe gọi, thì nên là mua một chiếc điện thoại Android nữa thì nó sẽ hợp lý. Tầm này thì chúng ta thậm chí là chỉ cần mua cái chiếc Galaxy M21 thôi, pin cũng đã lên tới là 6.000 rồi, rất là thoải mái. Hoặc có thể là M31 cũng được. Đó, thì đều mua chính hãng hết cho nó yên tâm. 30 triệu thì nó là một cái kinh tế khá là dư giả xét về mặt bằng chung rồi. Chúng ta có thể dễ dàng mua được hai chiếc máy mà em vừa nêu trên. Đã, em vừa nói trên. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Ngọc Thảo Vi. Bạn này là một bạn mà comment rất tích cực trên channel của công nghệ và mình rất biết ơn điều đó. Kha ơi, Vi có tầm 5,5 triệu cần mua một máy pin trên 4.000, màn hình đẹp, camera đẹp, hiệu năng ổn, mong được lên sóng. Fan cứng hi hi. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thì đối với lại câu hỏi của bạn thì tầm 5,5 triệu thì mình thấy rằng là để mà có một cái màn hình đẹp thì rất là khó. Màn hình đẹp mà vừa cân bằng được một cái cấu hình tốt thì mình nghĩ rất là khó. Đó, cho nên là nhích lên một tí, tầm khoảng 5 triệu 7 thì mình nghĩ nó sẽ là hợp lý hơn. Và cái nhân vật chính ở đây mình muốn nói tới đó chính là chiếc Redmi 10X 5G. Nó sẽ có mức giá tầm khoảng là 5 triệu 6, nhích lên tí là cận khoảng 5 triệu 7 đó. Thì mình nghĩ là nên cố thêm một tí như thế. Thứ nhất là con này nó sẽ có màn hình là AMOLED, đi kèm với nó là công nghệ HDR10 Plus này và độ sáng lên tới là 600 nits. Các bạn lưu ý rằng là đối với lại cái tấm nền IPS LCD của con Redmi K30S ở thời điểm hiện tại nó chỉ có dừng lại là khoảng 500 nits thôi.
và khi tự động răng ngoài trời thì nó mới đẩy lên là 650 nits. Nhưng mà đối với lại cái con Redmi 10X 5G này ấy, thì nó đã có sẵn trong ta là 600 nits rồi. Đó, thì đây là một cái độ sáng rất tốt trong tầm giá. Đi kèm với nó là cấu hình Dimensity 820 5G thì cũng là một con chip rất tốt, xét trên mặt bằng chung nó có thể là cho ra tiệm cận với lại con chip Snapdragon 845. Chỉ riêng đối với lại từ game Liquid Mobi thì chỉ cấu hình của nó dừng lại là khoảng 30 FPS thôi. Đó thì điều này nó hơi tiếc một tí. Chứ còn đối với lại Bubsy thì nó cho ra một cái trải nghiệm rất tốt các bạn nhé. Còn liên minh điện thoại thì mình vẫn chưa được cơ hội trên tay và trải nghiệm từ game đó, cho nên là mình cũng chưa dám chắc. Nhưng mà cơ bản là đây là một cấu hình rất là tốt. Đó, MediaTek thì load rất là nhanh rồi, và con chip này nó cũng không gặp về cái vấn đề nhiệt độ. Pin thì cũng là 4500. Đó, thì mình nghĩ rằng là cái chiếc Redmi 10X 5G nó sẽ là một lựa chọn xứng đáng nhất trong khúc giá này. Đó, màn hình đẹp, camera thì chắc chắn rất là đẹp rồi. Đây là Redmi 10X 5G thì nó sẽ hướng đến những người dùng là giới trẻ, cho nên nó được đầu tư rất nhiều, kể cả là về cái công nghệ làm đẹp nữa. Xiaomi thì cũng đã vừa mới mua cái công ty làm đẹp MeToo vào năm 2018 thì phải. Đó, thì bây giờ họ cũng đã tích hợp cái công nghệ làm đẹp vào camera, thì mình thấy nó cũng có những cái nâng cấp rất là đáng tiền. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thành Luân Nguyễn. Chào anh Kha, em đã có nhu cầu mua iPhone 11 99%, nhưng mà chờ nó giảm giá bớt mà nó lại không giảm. Mong anh tư vấn giúp em là khi nào nên mua ạ. Và chúc anh sức khỏe, kênh nhanh đạt được nút bạc. Ok, mình cũng xin cảm ơn bạn. Thì như mình đã nói trong video trước đây, trong video cách đây tầm khoảng 1 tuần rồi, hoặc là gần 2 tuần gì đó, thì mình đã nói rằng là để mà có thể đợi được cái chiếc iPhone 11 giảm giá ở thời điểm hiện tại nó rất là lâu đó, nên là mình nghĩ là mua luôn là được. Tại vì là cái khoảng thời gian chúng ta chờ đợi đó thì nó khiến cho chúng ta phải thèm thuồng, rồi suy nghĩ, rồi đắn đo thì nó mệt lắm. Và nó trên lệch tầm khoảng vài trăm nghìn như thế thì nó không đáng, nó không khiến cho cái suy nghĩ của chúng ta nó thoải mái, đúng không nào? Đó, điều này thì nó ảnh hưởng rất nhiều đó. Có khi là chúng ta cứ nghĩ hoài là có nên mua hay không, cứ suy nghĩ hoài như thế, công việc cũng bị ảnh hưởng, tình yêu cũng bị ảnh hưởng, gia đình cũng bị ảnh hưởng. Đó, thì mình nghĩ là nó không đáng với vài trăm nghìn như thế. Giảm cùng lắm thì nó cũng đâu giảm một lần là lên đến cả triệu bạc như thế đâu, mà nó giảm chỉ có 100-200 nghìn thì nó cũng chả đáng để có thể mà đợi. Đó, phải rất lâu nữa, tầm 2-3 tháng nữa thì nó mới, mình nghĩ là nó mới có một mức giá tốt hơn so với ở thời điểm hiện tại. Chứ còn mà nó có giảm từng đợt khoảng 150 nghìn hoặc là những cái đợt sale như thế thì cũng không đáng để chúng ta phải chờ đợi đâu. Đã có nhu cầu bây giờ thì cứ mua chiếc iPhone 11 99% này đi. Tầm khoảng khung giá thì tầm khoảng, hình như mình nhớ không nhầm, thì tầm khoảng là 14 triệu, trên dưới 14 triệu, thì bây giờ thì chốt được. Đó, không phân vân đắn đo gì nhiều cả. Con này thì về tất cả mọi thứ, chỉ riêng màn hình là không ổn lắm, độ phân giải nó chưa cao thôi, còn lại rất là tốt các bạn nhé. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những câu hỏi trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình về dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.